Đây là chiếc MV Rubima đang trên đường xuống đáy biển đỏ, đang chìm dần kể từ khi một tên lửa của Houthi bắn trúng con tàu này vào tháng trước. Rubima là con tàu đầu tiên bị Houthi bắn chìm, nhưng nhóm này đã làm hư hại hơn chục chiếc khác và thậm chí còn sông lên tấn công một con tàu kể từ giữa tháng 11. Giờ chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng an ninh thực sự mà với nhiều người là cuộc khủng hoảng kinh tế và ngoại giao trong khu vực mà trung quốc thì lại bất tâm quân đội mỹ và anh đã mở nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của houthi ở yemen để phá hủy vũ khí và radar dùng để tấn công các tàu thương mại một vấn đề đã dẫn đến phiên điều trần tại thượng viện mới đây chúng ta đang có mặt ở đó dưới lá cờ của chúng ta và con em của chúng ta đang gặp nguy hiểm trung quốc là quốc gia tôi cho rằng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc đóng cửa thủy lộ giao thương ở biển đỏ tuy nhiên họ vẫn ngồi ngoài và giả vờ như họ là bạn của tất cả mọi người giống như ăn theo vậy điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được khi nói về một vấn đề quốc tế cần một giải pháp quốc tế chúng ta cần trung quốc tham gia tích cực hơn một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington gần đây nói với VOA rằng, về tổng thể, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để bảo vệ sự an toàn của các tuyến đường vận chuyển quốc tế. Trung Quốc, theo báo cáo, đã triển khai hạm đội thứ 46 tới vùng Vịnh vào ngày 21 tháng 2. Nhưng VOA và các cơ quan khác chưa thể xác nhận việc hạm đội này đến khu vực Biển Đỏ. We Chúng tôi hoan nghênh vai trò hữu ích của Trung Quốc, nhưng theo hiểu biết của tôi, ở giai đoạn này, họ chưa đề nghị cũng như không tiến hành bất kỳ loại hoạt động nào để giúp bảo vệ người đi biển hoặc vận chuyển quốc tế. Các nhà phân tích cảnh báo rằng, mặc dù Trung Quốc đã cố gắng giúp giải quyết các vấn đề quốc tế trong một số trường hợp trong thập kỷ qua, nhưng sự tham gia của họ không phải lúc nào cũng vì lòng nghĩa hiệp. Cũng có giải thích hợp lý rằng họ có thể gửi tàu chỉ để thu thập thông tin tình báo về hiệu quả của công nghệ đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của chúng ta. Kỳ vọng của tôi là Trung Quốc sẽ cố gắng hỗ trợ một chút vì sứ mệnh chung, nhưng đúng là họ sẽ tập trung hơn vào tàu của họ và sẽ tập trung hơn vào việc tìm hiểu xem Hoa Kỳ đang làm gì. Bắc Kinh có một số đơn bẩy trong khu vực với tư cách là nước mua dầu thô lớn nhất của Iran nhưng cho đến nay vẫn chưa thể hiện đủ đòn bẩy đối với Iran để ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ lực lượng Houthi mà Iran hậu thuẫn. Houthi nói rằng các tàu từ Trung Quốc và Nga có thể đi qua Biển Đỏ một cách an toàn, nhưng một tàu chở dầu của Nga đã bị tên lửa Houthi bắn trúng hồi đầu năm nay.